Đài Phương Nam. Vui lắm à nghe. Xong. Vô mở đèn, uống nước rồi mở đèn. Không biết thấm có nhà không ta. Cái mặt ông nội khó muốn chết luôn. Sao dám vô nhà tôi thấm? Hên làm thủ sẵn này. Thắm ơi, Thắm, thằng mất dạy nào vậy? Thằng mất dạy nào mới về chỗ tao vậy? Dạ. Bước ra. Dạ. Dạ. Đứng im à. Dạ con chào chú. Lễ phép quá ha. Dạ. Lễ phép ghê á. Dạ. Lễ phép quá sao tự nhiên trời gạch vô nhà người ta là sao? Dạ con. Lý do gì? Con xin lỗi chú nha, tại vì con. Trời cho đã rồi bây giờ xin lỗi là sao? Con trời vô cho vui thôi à. Thiếu gì nhà không trời, tự nhiên trời nhà người ta mà trời cho vui là sao vậy? Dạ con. Bây giờ tao quánh bay tao nói là quánh cho vui được không? Không. Không không vậy thì sao trời vô nhà người ta? Con trời vô nhà là tại vì con muốn. Muốn gì? Dạ muốn tìm Thắm. Tìm ai? Thắm. Mắc mới tìm con gái ta làm gì? Dạ tại vì con muốn tìm Thắm, con muốn hỏi tại sao Thắm lại phủ phàng cho con dữ vậy? À có nghĩa là muốn cua con gái tôi chứ gì phải không? Không có cua, con trước đó đã quen rồi mà, nhưng mà tại vì con muốn hỏi tại sao Thắm lại đối xử với con tàn nhẫn vậy? Đúng rồi, mình nhìn lại mình đi, mình có ở nhà mình có kiến không? Dạ con có chứ. Có kiến, có coi kiến không? Dạ con coi hoài à. Có kiến nó thấy mình là gì, nó kỳ cục không, ngộ không? Kỳ cục là sao? Bây giờ mình đứng ở cỡ bằng ngang cánh của con người ta đó, đúng không? Thấy không? Thôi mắc cỡ chứ. Con đâu có biết mắc cỡ đâu. Bây giờ sao? Bây giờ sao tự nhiên dội nhà ta bây giờ con? Chứ giờ chú khó quá, sao con dám vô nhà ông tìm Thắm được? Đương nhiên rồi, nhà có con gái mà phải giữ, đúng không? Phải khó, đâu có dễ dãi vậy được. Gì mà ồn ào quá vậy té? Đây bên đây, đó, bay về tới rồi. Thắm. Đây nè. Gì té? Đó, mất dạy nè. Không có, con không có mất dạy nha. Nó trội đá vô nhà mình nè. Trời ơi trời. Trời trúng đầu tía luôn nè. Trời đất ơi, có sao không tía? Đây nè. Trời đất ơi, ư một cục rồi. Trời ơi, đầu tía tôi như con cá là hán vậy, anh vừa lòng chưa? Cái gì vậy bay? Cái gì mà cá là hán ở đây? Tía ư một cục giống cá là hán đó. Không có đâu, từ nói cái gì được rồi, tự nhiên cá là hán. Bây giờ là nó sưng lên như vậy là nó sẽ chuyển qua cá trê đó, nó không còn cá. Thôi đi, tự nhiên qua đây chi vậy? Thì qua đây để kiếm Thắm nè. Kiếm tôi chi? Kiếm Thắm để hỏi Thắm sao tự nhiên là Thắm đang quen tôi mà Thắm tình cảm mà ngày nào chúng ta còn rủ nhau qua bên quán bà Sáu để mình uống nước ngọt, sao hôm nay Thắm lại phủ phàng nè. Bay con lé không? Sao vậy tía? Bay nghĩ sao bay đi quen với thằng này? Ê, đừng phủ phàng vậy nha. Anh bớt ngộ nhận lại đi. Ngộ nhận gì? Tôi đâu có quen anh đâu. Thấy không? Đâu phải là tự nhiên đi uống nước ngọt chung nhau là yêu nhau đâu. Tôi đâu nói là yêu nhau đâu, tôi chỉ nói là quen mà. Quen là quen biết thôi. Chứ anh nói vậy người ta hiểu lầm là tôi với anh là quen là kiểu yêu thương nhau sao. Tôi nói rồi đó, làm ơn đừng có làm phiền tôi nữa. Đừng có qua nhà tôi chọi đá tía tôi nữa. Tôi đâu có chọi tía cô Thắm đâu. Tại vì tôi tìm Thắm mà chú khó quá giờ sao. Tôi nói rồi đó, tôi không muốn anh bén mảng ở nhà tôi nha. Anh mà qua là tôi nhốt anh vô đây á. Nhốt vô đây làm gì? Cho anh khỏi quậy nữa chứ gì. Nhốt đi nó gái được không? Gái chỗ này là chuồng gà đó. Công nhận. Tía với con sao? Hợp nhau quá ha. Cái gì đó? Thôi được rồi, nếu mà Thắm nói vậy á. Gì vậy? Hư cái bội của tôi nha. Nếu mà Thắm nói vậy á, từ nay tôi không bao giờ qua đây tìm Thắm nữa đâu. Coi như cái tiền mà đại Thắm uống nước ngọt á, giống như là tôi cúng cô hồn đi. Mai mốt tôi trả cho, có mấy chai nước ngọt mà cởi hoài luôn á. Không, chia tay tôi không đòi quà. Tính tôi vậy á, rất là đàn ông. Mặc dù buồn chứ. Bye bye chú. Đi lẹ đi. Tiếc mấy chai nước ngọt. Chở vô. Gì vậy tía? Cái đầu tao tính sao?
Dạ. Cái đầu tao bây giờ tính sao? Nãy giờ nói chuyện với con gái tôi cho đã rồi, cho cái đầu tính sao? Ủa vậy là nãy giờ phải đền tiền thuốc men. Tiền thuốc men nữa hả? Ừ. Thôi được rồi, giờ vậy để con lấy cái tiền mà cấn qua mấy chai nước ngọt có con mua thuốc cho tía nha, coi như là huề. Không thể nào như vậy được. Chứ sao? Nhưng mà thật sự là con đang kẹt tiền, thôi cứ coi như là cấn đi. Còn thôi cô đi chết cho hai người vừa lòng nha. Nè không được bén mảng tới đây là nữa nha. Bén mảng tới là chết luôn đó nha. Phiền gì mà phiền thấy sợ. Ủa ở đây sao vắng vẻ quá vậy? Cô... sợ quá à. Không sao đâu, có cu đen ở đây mà khỏi sợ. Thôi được rồi, vậy mình dừng ở đây mình giao dịch đi. Giao gà mới đúng chứ. Giao dịch ở đây là giao dịch buôn bán đó, hiểu không? À. Nè, cầm miếng. Cầm nè. Hôm nay là gom nhiêu đó thôi, ngày mai đó là thắm sẽ đi gom tiếp để giao cho anh cu đen. Ừ, nhiêu đây nhầm nhò gì, gom nhiều nữa cũng được. Mà gom gà nó thường lắm, chừng nào mà gom được cái cô chủ bán gà nó mới hay. Kiểu rồi. Quỷ hả? Có ý gì với tôi đúng không? Cho nên là mới chọn cái chỗ vắng vẻ vậy đúng không? Tôi làm gì tôi phô không? Trời ơi, làm gì tôi là tôi la lên đó. Đừng có la. Không làm gì hết. Không làm gì hết. Hứa không làm gì hết. Không làm gì hết hả? Thôi đi về chứ. Ê, Thăm. Tự nhiên đây chỗ vắng vẻ không làm gì hết. Ở đây chi? Đứng nói chuyện chút xíu. Thôi đứng đây phải làm gì? Tôi mới chịu. Không tôi đi về. Thì thôi mình đứng mình nhúng mình nhảy thôi. Chán thiệt luôn á. Giờ nói thương tôi là mai mốt là phải đi gom gà. Trời đất ơi Thắm ơi, nếu mà con gà đen nó đen hơn anh cu đen luôn thì thôi Thắm để nhà Thắm nuôi luôn đi Thắm. Ngày nào cu đen cũng thấy gà cu đen ngán lắm rồi. Con gà đen ăn vô nó bổ dữ lắm. Ôi nhưng mà cu đen không thích gà đen đâu. Chứ thích cái gì? Tôi đâu có cái gì đen hơn con gà đâu. Thích cái màu nó đỏ đỏ. Là cái gì vậy? Ý là trái tim tôi đúng không? Không. Chứ là cái gì? Là cái môi tôi. Cái môi hình trái tim. Đúng rồi. Ý là muốn hôn tôi hả? Mấy lần mà đi bán gà cho Thắm á. Ừ. Cái là cu đen nhìn con gà ha. Ừ. Cái cu đen tưởng tượng con gà đó là Thắm. Trời ơi cu đen đứng mà cu đen hôn con gà, cu đen nựng nịu. Ôi cái cảm giác nó bồng bềnh lắm Thắm ơi. Ê đó nghe nè, cái mỏ con gà nó nhọn quắc à. Nó không có đẹp chỗ nào luôn á. Ý anh là nói cái mỏ tôi nhọn quắc như con gà vậy đó hả? Không phải. Biết sao không? Ý của cu đen á là Thắm là người bán gà nè. Ở cu đen á là cũng là người bán gà luôn. Cho nên là mình làm công việc gì thì mình phải trân trọng công việc đó của mình. Cho nên á là cu đen trân trọng con gà cũng giống như là cu đen trân trọng Thắm vậy đó. Nói chung là muốn hôn tôi đúng không? Đúng vậy. Đợi xíu. Hung lẹ lớn nha, tôi mắc cỏ lắm á. Biết rồi. Bây giờ tôi nhắm mắt á. Nhắm mắt đi. Tôi cho 30 giây thôi. Đúng rồi. Không hung rồi tôi mở mắt là mất cơ hội đó. Ừ. Nhắm mắt nha. Nhắm đi. Hung lẹ vậy để người ta thấy mắc cỏ lắm. Sao bình thường hung con gà thấy dễ lắm mà sao hôm nay hung thiệt thấy khó quá vậy ta? Hung chưa. Rồi nè, chuẩn bị. Ai da? Ủa cái gì vậy? Gì vậy? Ai vậy? Ôi. Ai vậy? Xuống đây coi. Sao? Sắp hung hả? Hả? Thắm? Em bỏ tôi. Em đá tôi là vì cái thằng này phải không? Hay quá. Anh dám rình mò tôi ha? Anh đi theo dõi tôi đúng không? Tôi rình tôi mới thấy hai người nè ra đây nè. Hai người sao? Em đợi đó tôi. Làm vậy? Trời đất ơi. Làm sao mà ông leo lên được cái cây đó vậy? Đi xuống đây nói chuyện với tôi. Xuống đây. Con nít con nâu nhà của ai con kìa, ba lớn à mà phá. Con nít hồi nào? Anh Hiền Mập xóm tôi đó. Ồ, anh là anh Hiền Mập à? Mày nhìn tao vậy là mày biết rồi. Chào anh. Ta không thích chào. Nghe đồn á là anh Hiền Mập trong xóm này là có nhiều những cái tật xấu đồ này kia lắm đúng không? Mày chắc tật đẹp không hả? Ừ. Mày tên gì? Xin tự giới thiệu, mình tên là Cu Đen. Nội nghe cái tên thôi là thấy đen thui rồi, không có gì mà thấy đẹp hết trơn. Làm gì chê người ta? Nè tôi hỏi Thắm nè. Thắm chia tay tôi là vì thằng này hả? Đúng rồi. Là bây giờ là Thắm quen với thằng này đúng không? Đúng rồi. Rồi sao? Bây giờ nói tóm lại là bây giờ Thắm uống nước ngọt đúng không? Trời đất ơi, chuyện từ tháng trước mà hả, nhớ dai như đĩa vậy đó. Bữa nào tôi trả lại cho. Ai thèm. Làm gì vậy? Mặt làm gì vậy? Sao mặt thấy căng thẳng quá Thắm?
tướng anh bự hơn mà anh sợ gì? Không sao, sao? Thôi được rồi. Sao? Nếu đã nói như vậy, tôi không có nói gì với em được hết. Có gì tại đâu vì nói. em đã xác nhận là em thích thằng này đúng không? Đúng rồi. Thôi tôi về. Tôi thích ăn cua đen. Cua đen. Răng sống tốt như người ta. Tất nhiên. À khoan. Chúc hai đứa hạnh phúc sẽ đen thui như vậy. Trời ơi, đã lùng rồi còn vô duyên nữa. Bực bội à? Đúng à. Thăm, em mình quay lại chủ đề cũ ấy. Là cái gì? Là hung á. Hung? Ừ. Hung á. Mất hứng rồi. Ủa sao tự nhiên? Ủa, Thăm. Thăm. Mày hả đen? Mày ở đây. Mày chết luôn đi. Mày chết luôn đi. Mày đi tìm Thăm đi. Mày ở đây làm gì? Mày ở đây làm gì? Hiền ơi. Trời ơi Hiền. Trời ơi, chú tìm được con chú mừng quá trời quá đất luôn á. Chú tìm con chi? Chú tìm con làm gì? Chú tìm con để con đền tiền chú bữa con lỡ lấy chọi trúng đầu chú hả? À. Trời đất ơi, ai mà nghĩ cái chuyện đó làm gì, con lỡ tay chú hiểu mà. Chú tìm con có chuyện cần gấp đây nè. Chú tìm gì tự nhiên tìm con chi? Liên quan đâu tìm? Là vấn đề con Thắm con gái chú á. Lại càng không liên quan. Là tại vì sao? Thắm là con gái chú mà đúng không? Đúng rồi. Ủa vậy à, con chú tìm đi chứ đâu phải con đâu, chú kêu con làm gì? Thì đồng ý nó là con của chú, nhưng mà bây giờ chú cần tìm con để tìm ra con Thắm. Cái này bắt đầu cũng thấy lãng nhách nữa nè. Đó, bây giờ về. Chú muốn tìm Thắm đúng không? Đúng rồi. Là chú phải đi tìm thằng Đen, chú phải gặp thằng Đen là đúng nhất. Đúng, con nói rất là đúng cho nên mới đi tìm nó nè. Vậy là bắt đầu có thấy mắc cười rồi đó nha, bắt đầu nhây nhẹ rồi đó. Chú thấy nó có gì đâu, đang gọi là đáng cười chứ đang không, lo mà chú, cười cái gì? Không, chú phải hiểu. Thằng Đen nó chuẩn bị làm con rể chú rồi đúng không? Rồi sao? Đó, thì bây giờ liên quan tới Thắm là liên quan tới thằng Đen chứ đâu phải liên quan tới con đâu, tại vì chú tìm con làm gì? Thì đúng là... Con đã thề rồi là con không muốn gặp Thắm nữa. Và con cũng muốn gặp chú luôn. Ủa, mà chú lại vậy? Chú lại vậy? Con biết chú lại hết. Chú về giùm con đi. Con làm chú hết rồi. Trời ơi, cái miệng con ăn mắm ăn muối con thề độc lắm con ơi, con thề linh nghiệm vô cùng luôn. Thắm con chú mất tích rồi. Ủa, mất tích là chuyện của nó. Con chú mà trời, Thắm mất tích thì cũng giống như là con đã thề là con không muốn gặp Thắm nữa vậy thôi xong. Rồi, hiểu rồi. Bây giờ chú hỏi thật là một câu vậy. Có nghĩa là bây giờ là con hết thương con Thắm rồi đúng không? Hết thương con Thắm rồi đúng không? Thương sao thương hỏi gì? Thương tại sao nó mất tích mà con không có cảm giác gì hết trơn á trời vậy? Sao cảm giác con nãy giờ trong ruột con đánh lồ tô vô đó là bây giờ chú con không thể hiện làm sao chú hiểu giận nha, chú nghĩ rồi tự nhiên nó đang quen con, nó đá đến con cái bọp xong rồi nó bỏ nó quen với Đen. Con nhục với nguyên cái làng này, từ sáng giờ con đói bụng con đâu dám ra ngoài ăn đâu, con đi ra gặp ta bắt câu con lấy quần con đội lên. Trời đâu có nên đổi chuyện rồi, bây giờ chú nói con nghe, bây giờ chú thủng qua bây giờ đó, thật sự trong lòng chú rất là rối. Chú gọi điện thoại cho nó không có liên lạc được, làm giống như là nó bị ở ngoài vùng phụ sống hoặc là cái máy nó bị người ta ăn trộm hay sao, nó mất tích từ tối hôm qua tới giờ luôn á con à. Chú, bây giờ chú biết sao luôn á. Mất tích từ tối qua tới giờ hả? Tối qua tới giờ luôn á. Nếu mà như vậy là Thắm đi theo thằng Đen rồi. Phải không? Thì coi như nữa. Thằng Đen dụ nó thì phải theo thằng Đen chứ sao. Bây giờ chú tìm được thằng Đen là chú tìm ra được Thắm. Tìm thằng Đen là tìm ra được thằng Thắm. Nhưng bây giờ tìm thằng Đen ở đâu? Thì bây giờ chú ra ngoài chợ, chú coi mấy ông nội với bà nội nào bán gà máu cho thằng Đen đó, mình hỏi là mình tìm ra nó chứ gì đâu. Trời ơi hay ha. Gì vậy chú làm gì vậy? Cho chú nhìn kỹ con xíu coi. Không, con không đẹp bằng thằng Đen đâu nha. Không, con không đẹp, chắc chắn là không đẹp rồi. Nhưng mà cái này là coi như con khù khờ mà sáng dạ, rất thông minh luôn. Vậy là sao? Chú khen là chú đang chơi vậy? Khen. Không, bây giờ cái chuyện quan trọng là bây giờ chú với con là đi ra ngoài chợ tìm mấy bà bán gà. Dạ đúng rồi, đi liền đi. Rồi, trời, chú đói quá con ơi, trời, cảm ơn chú con. Chú phải qua nấu sớm chứ. Trời, ai biết đâu. Mày bắt nó được rồi phải không? Mày vô đây mày. Ừ. Mày không từ từ vậy đó.
tự lâu như sao tôi đi? Mày bắt nó này là nó bắt mày. Ôi trời, quên, trời ơi. Mày đứng ra. Đứng ra. Mày đứng xếp đây. Ủa chú sao? Gì? Sao tự nhiên bắt chối con lại vậy? Đương nhiên phải có lý do rồi. Bây giờ tao hỏi ở đây nè. Con Thắm con gái tao đâu? Trả lời. Sao tự nhiên chú Sáu hỏi con? Không hỏi bay hỏi ai? Chứ con đâu có biết Thắm ở đâu đâu. Mày dạ? Hả mày? Hả? Mày khôn hồn mày khai cho thiệt ra nha. Mày giấu Thắm ở đâu? Mày nên nhớ Thắm là đi theo mày. Mày đừng có giỡn mặt nghe mày. Tao thọt một cái là từ bên đây xuyên qua kia nghe mày. Chú Sáu. Cái này đâu phải đang giỡn đâu mày chọc cà lét. Trời ơi chú không biết gì hết. Tra tấn nhột là một trong những tra tấn cực hình của ngày xưa. Vậy à? Đây nè, dưới cần nè. Là sao mày chịu đỡ không? Mày chịu đỡ không? Nó cười kìa. Nó cười là nó nhột. Bây giờ nó cười chừng khoảng 15 phút là chết luôn. Chú tin đừng qua làm cho nó chết à. Thôi rồi. Đâu? Cái đó bậy rồi. Ờ à, vậy thôi. Bậy rồi. Vậy là cứ để chú hỏi đi. Bây giờ nè. Tại sao bây giờ lại một mình? Cái chuồng gà không? Còn con gái tao đâu? Đúng rồi. Trả lời. Con đi bán gà cho Thắm thì tất nhiên con phải giữ cái chuồng gà chứ. Này cũng đâu phải là một cái đâu. Ở nhà con có nhiều cái lắm kìa. Với lại Thắm lớn tuổi rồi chứ đâu phải còn con nít đâu. Tự nhiên chú nói là con mày bắt đâu. Mày xạo hả? Mày dạ. Xạo hả? Mày hại đời con gái của tao. Mày sợ nó khai ra cho nên mày giết người diệt khẩu đúng không? Trời ơi chú sao ơi. Mày bây giờ mày chôn xác nó đâu? Mày nói để tao chú đi lấy xác nó về tao thiêu. Chú bình tĩnh. Chú đừng làm vậy. Tao không bình tĩnh nổi. Không được, chú đừng làm vậy. Chú sao? Con đâu có làm gì đâu, con đâu có giết ai, con đâu có... Mày đứng bình thường thôi. Nè, mày nói là mày giữ mấy cái lòng của Thắm nhiều lắm phải không? Dạ, ở nhà có. Mày tại sao mày đã giết Thắm rồi, mày tại sao mày còn lấy mấy cái lòng đó chi vậy, mày bán cái giá chai hả? Trời ơi, không phải. Chứ thì sao? Mình phải gom lại đó rồi nhiều mình mới đưa cho Thắm lần rồi Thắm bỏ gà vô, mình lấy... Bây giờ không nói nhiều. Hai món. Mày chọn một trong hai. Một, tao đập mày một cái cho mày chết liền tại chỗ. Hai là tao cắt để cho mày tuyệt hậu. Ôi, chú sao? Con không biết Thắm ở đâu thiệt mà. Im mày. Mày đứng im, con giữ cho chú cắt. Ôi. Vậy là mày chọn cái cách cắt đúng không? Để con chọn luôn nha. Mày, tao hỏi mày một lần nữa mày có khai không? Đã nói là không có biết Thắm ở đâu mà. Đây chú. Cái này nó bén lắm ha. Bây giờ mày muốn cắt một cái nó đi ngọt sớt hay là chừa lại phân nữa? Thôi con không muốn cái nào hết á. Đâu giọng vô mặt bây giờ chú cứ việc họt hết đi. Trọn vẹn luôn. Trọn vẹn nha. Cho nó tiệt hậu luôn. Mày làm gì cái chân mày làm Thắm ở đâu mà. Ủa, ê cái đó Thắm kìa, Thắm kìa. Ủa tía với lại anh Hiền làm cái gì vậy? Cắt nó. Cha tấn nó chứ làm gì hả? Tại sao hả? Tại sao em lại dám đi theo nó? Em bỏ anh mà em theo nó. Nó có gì hơn anh hả? Để đó cho con. Ủa làm gì? Ờ con sẽ tự tay cắt nó. Đôi tay là mày tự tay luôn. Đúng. Hoa con. Thắm, anh xin lỗi mà Thắm. Đừng, Thắm ơi, còn xài được. Còn xài nhiều việc lắm Thắm ơi. Đừng Thắm ơi, anh xin lỗi mà Thắm ơi. Yeah. Bất quá, trước khi cắt còn phải nói cho tôi. Đúng rồi, nói đi chứ không tự nhiên đầu cắt kỳ vậy. Đúng. Lý do, nói. Đây là cái thằng khốn nạn. Bất dạy. Nó lừa con. Nó lừa con sao? Nó lừa tiền con. Nó lừa tình con. Nó có vợ. Khoan, em mới nói là lừa tiền xong rồi lừa gì? Lừa tình. Mất dạy, đáng lý cái đâu phải để tao lừa chứ tại sao mày lừa mày? À, không phải. Cái tình đó là cái tình của tao, tại sao mày lừa? Mày lừa tình của Thắm, có nghĩa là mày lừa tình của tao mày hiểu không mày? Mày. Nó có vợ có con rồi. Cái gì? Mà nó giấu con. Chứ có biết hả là hả? Nãy con bị vợ nó quýnh ghen không? Trời ơi. Vợ quýnh ghen luôn hả? Vợ nó quýnh con quá trời quýnh luôn, con mắc cỡ rồi. Rồi con có bị cái gì không? Con nhục nhã quá. Trời ơi con gái. Con sợ là mất mặt gia đình mình. Hồi nãy con tính đi luôn, con không dám về gặp tía. Sao cả đêm con không về vậy? Con tính đi luôn. Con sợ con về gặp tía mất mặt với bà con hàng xóm. Còn tôi ở đây nữa mà. Nhưng mà con không đi được. Con phải tìm thằng này để con trả thù nó. Tiếp tục con. Bây giờ con sẽ cắt nó. Con sẽ cho nó cảm nhận được cái nỗi đau của con. Đưa tao đi mày. Thôi mà Thắm ơi anh xin lỗi chú Sáu, cứu con chú Sáu đi. Không, con sợ lắm rồi chú Sáu ơi. Đâu. Thôi Thắm ơi anh tính ăn thịt gà. Ai nhè gà mất xương Thắm ơi. Mày đừng có lẻo mép mày. Đúng. Mày lường gạt người yêu tao mà bây giờ dám kêu là tha hả? Làm sao tha được Thắm? Không bao giờ tha thứ được. Tao sẽ cho mày chết. Hải Phương Nam vui lắm à nghe. Mời má nó.
À, Tiên á. Cái gì? Lắm rồi có nghe con Thắm nó nói năng gì chuyện bồ bịch không? Sao thấy em ru vậy? Kể đi. Gần 30 rồi. Có làm sao đâu. Ủa tới tuổi phải lấy chồng, mà muốn lấy chồng phải có bồ có bịch mới lấy chồng chứ, có sao là sao? Tôi không có quan niệm giống má nó nghe. Con gái có khi nó có đứa nó có cái duyên là nó không có lấy chồng. Nó sống nó phụng dưỡng cha mẹ già xong rồi nó ở vậy luôn tới già luôn đó. Phụng dưỡng là chuyện phụng dưỡng, còn lấy chồng là chuyện lấy chồng. Trời đừng giỡn nha. Đâu, trời. Ông bà ta dạy sao? Nhất á là đàn ông lấy được vợ, nhi á là đàn bà không lấy chồng nữa nghe. Ủa là sao trời? Trời, câu đó ngạn ngữ có câu à. Tôi chưa nghe nha. Chào cả nhà, khỏe. Ủa? Không? Ủa? Khỏe. Cô Tám. Chào anh chị. Quẩn đi chơi ha. Dạ, quẩn lắm, đi đồng trên xóm dưới. Ủa? Tao nói hôm nay hai anh chị nhà đủ hả? Chứ gì? Ừ, có bệnh hoạn ốm đau gì không? Sao mà cô ăn gì cái bò viên vô nhiều vô cái. Thấy ngồi vậy là thấy biết khỏe rồi ha. Em cũng như là em Út nên em quan tâm sức khỏe anh chị. Em hỏi coi bệnh hoạn ốm đau gì không, đặng biết đưa đi bệnh viện chứ không thôi để hâm hối khó được. Có chuyện gì không mà nói rồi đi về nha. Tôi nói hôm nay con ngẫu hứng uống trà thưởng nguyệt. Cô Tám ơi, cô Tám. Dạ. Mình biết á, mình thưa thốt. Mình không biết, mình dựa cột mình nghe. Chứ mình nói chữ kiểu đó người ta cười chết á. Sao anh? Ban ngày nguyệt đâu thưởng nguyệt. Thì nói chữ vậy mà. Thôi uống nước đi. Uống trà, uống trà. Dạ, rồi uống đi. Chị uống trà. Mùi trà này có bộ nó rẻ tiền quá. Ủa? Con chơi ta? Thắm ơi. Con thấm được rồi. Con thấm được rồi. Không, nó ế, nó ế chứ. Trời ơi, kệ đi má ơi. Ừ, nó 30 tới nơi rồi. Ơi, trời đất ơi, con gái nước ăn gì hút rột rột thấy ghê mày. Trời ơi, tao nói chè lạnh nó mát gì, 80. Nó ngon lắm. Ngon hả? Ừ. Thấy bê ăn là thấy ngon rồi. Cái gì đâu mà giọng nguyên một cái chén, tao nói mày nuốt cái chén vô đi. Rồi mày từ từ mày nuốt cái chè vô, mày ói cái chén ra. Chứ mày cầm cái muỗng mày xúc làm chi nó lâu. Trời ơi, nuốt gì cực vậy, nuốt gì hút gì nó mới ngon nè. Cô Tám à, thấy không? Con gái anh ăn được sao để nó ăn tự nhiên đi. Ngon. Trời góp ý quá, tôi thấy cô có ăn chè đâu mà tướng cô giống cái thùng chè quá rồi đó. Anh ngộ quá, tôi mập là tại vì tôi sanh đẻ nhiều, tôi có nhiều con, hiểu không? Tôi bị phát phì đó, chứ không phải là tôi phì vì cái vụ mà ăn nhiều đó, nó ăn nhiều đó, cái miệng nó phì Tám không mà cái mình nó có phì đâu. Tám, rốt cuộc là qua đây có chuyện gì không? Nói cho lẹ lẹ rồi đi về nha. Chứ cái chuyện nó ăn với lại thưởng nguyệt đồ này nọ là xong rồi nha. Thì nói nào ngay rảnh thì đi đây đi đó một vòng sớm giềng để coi coi mọi người khỏe không. Lớn tuổi rồi không có gì quý mặt sức khỏe. Rồi rồi bây giờ vậy Nhi là tới con cái đó. Mình thấy con cái nó thành đạt mình vui. Giống như con em nó mua cái trà không phải trà rẻ tiền vậy. Nó là trà Thiết Quan Âm, trà mắc tiền. Mà em nói thôi bây đừng có mua đồ mắc tiền, má ngại lắm, má sợ tốn kém. Nó nói không, hồi xưa mình nghèo, giờ mình giàu hưởng đi má. Thiệt tôi thấy thích. Rồi, giờ vậy qua đây thăm là biết vợ chồng con cái tôi khỏe rồi. Dạ. Xong một chuyện. Dạ dạ. Với lại ở nhà cô trà Thiết Quan Âm nó nhiều quá đó. Về bển pha bình bự. Uống cho hết một bình trà. Xong còn quẩn nữa đó. Thì ra ngoài ngã ba bận bộ đồ trắng xả tóc đứng ngoài chơi nha. Cho qua đây chi trời, nhà ai có chuyện nhà nấy mà. Trời ơi, còn con thăm nó ế đâu liên quan với ai đâu trời. Ủa, không liên quan. Ủa mà chị nói tôi là mặc bộ đồ trắng rồi xả tóc ra ngã ba đứng, ý tụi chị nói tôi là dông quá hả? Đi thấy cái ai mà mặc đồ trắng giống vậy rồi mắc lại chơi. Thôi, em thương anh chị, em quý anh chị, em con Thắm giống như là con cháu trong gia đình. Mới nhắc nó, sợ nó 30 tuổi rồi đó, nó có hút rột rột vậy đó. Rồi nó ế là phải. Bây giờ em nói nè, em lo cho cháu nó khó lấy chồng. Sau này nó ế thì kêu dạng ế sình, ế thúi. Phải không? Tao tưởng nó con gái hư, còn mấy nó tưởng nó chơi ô môi. Thiệt? Môi là gì? Chị em chưa uống mà chị ơi chị. Cô, nói chung là đủ rồi đó. Rồi đó ai muốn về đi rồi hết nước rồi. Giờ xong rồi, rồi về nha. Không tiễn nha. Đi đường cẩn thận. Vậy là đuổi đúng không? Thì nói chung là vậy đó. Ai cũng có sĩ diện. Tôi cũng là con người. Anh chị nói quá tôi cũng phải biết sĩ diện. Xin lỗi à. Thôi vậy đi. Trước khi đi tôi nói một lần nữa, tôi đâu có nói cái gì sai đâu. Nó ế tôi nói nó ế, khi nào nó không ế mà tụi nó ế thì tôi sai. Chứ bây giờ nó ế tại sao tôi không được nó ế? Mà tại vì nó ế nên tôi mới nói nó ế chứ không phải tự nhiên tôi nói nó ế. Mà cái chổi đâu Thắm, bây giờ tôi về. Cái chữ ế bao nhiêu tiền tôi mua. Thắm, trời ơi cái. Bạn nghe chưa? Bạn nghe lối xóm người ta trẻ đầu tía má ta bỏ vô chưa? Tía vào điều kiện nha.
từ đây tới Tết mà không có cái đám cưới đó, mà đừng có kêu tao là tía má nữa. Tía má khỏi lo, mời có ghế liền. Ngày mai diễn người yêu nắm tay, hổ cho nắm tay kỳ vậy trời. Đây là giả nè. Đó, thấy không, cái này nè, nghe hồi xưa nghe là Hả Thấm với mấy đứa ở trong xóm mà tắm, trời ơi cỡ chuồng tắm đây nè. Ủa vậy hả? Cười lắm. Ê cô ơi, tắm tắm, trời đất ơi, trời đất ơi, đi đâu gấp như vậy? Nhìn à, không sao kì à, đi đi sập sình, đi tập thể dục ở ngoài vườn cây á, mình tập cái kiểu mà cái gì phi sai gì đó. Mệt quá. Chào con. Dạ. Lâu quá mới gặp con. Còn con đây, đây bạn con. Bạn con. Dạ. Chào con. Dạ, chào dì. Con dì là dì Tám. Dạ. Còn con tên gì? Dạ, con tên là Cường. Người ta hay gọi con là Hứa Văn Cường. Hứa Văn Cường. Dạ. Tên đẹp quá mà người hơi lạ. À, tên quen mà người lạ. Chắc tại vì tên Cường đẹp, nhiều người lấy tên Cường lắm. Dạ. Con xích qua được không? Sao? Ý là xích qua hả? À thôi, để Tám qua luôn đi. Ủa Tám. Ê! Không, Tám rờ chút. Tám cái gì vậy? Chứ gì Tám? Cái gì nói? Từ nói sao Tám rờ vào người bạn con? À, tại vì Tám thấy. Nhưng mà Tám thích. À không, Tám thử. Tám thử coi có thiệt không? À, thấy thích nên thử vô thiệt. Ủa cái gì vậy Tám? Mày Tám ngộ quá vậy? Bạn con mới về đừng làm bạn con sợ. Vì Tám tính... Vì Tám vậy đó. Không có gì đâu. Trời ơi, người ở đâu mà Tên ơi, vừa đẹp, vừa chắc, ngon ăn. À không, vừa miệng. À không, ba con sao? Dạ. Đẹp vậy thì chắc ở nhà phụ huynh cũng đẹp hả? Dạ, phụ huynh đẹp gấp đôi. Trời ơi, nhiêu đây chịu không nổi. Gấp đôi, ai chịu nổi trời ơi. Dạ. Vậy ta vui tính không sao, dạ không dạ sao. Dạ ba bây giờ độc thân hả? Mẹ với gia ba... đình con còn hạnh phúc à? Hạnh phúc. Dạ ba mẹ không sao hết. Ủa mẹ không sao hả? Dạ. Ủa sao bà sống dai dữ ta? Ủa cái gì vậy ta? Nói gì vậy? Không, tại vì thấy đẹp tiếc. Thôi mà thôi, chàng hỏi vậy vui quá trời. Vui. Không sao. Dạ. Thôi đi nha. Dạ, chào dì con đi trước. Đi Tám thôi, đúng rồi, Tám ơi. Trời ơi, nhìn mà mắc tị luôn á, ganh tị á trời. Nạnh dễ sợ. Trời ơi, nó vừa hô vừa ốm, miệng thì rộng, mà sao có một bồ đẹp dữ trời. Còn trong khi Tám hơi mập chút thôi, nhưng mà hồi trẻ Tám đẹp lắm. Thiệt tình, tiếc quá đi. Hả? Nói đi, dòm hoài. Nào tôi được nói trước hả? Biểu nói thì nói đi. Mừng ngày gì? Mừng lương tháng được nhiêu? Nhóm mừng được lương phận nuôi nổi cục vàng tôi không? Dạ, về tương lai thì con không dám hứa. Nhưng hiện tại con làm nghề chủ xây dựng. Ô, chủ xây dựng là nhà thầu đó, là kiến trúc sư á, là xây biệt thự rồi đó. Dạ, vậy sao? Dạ. Nói nghe nè, quen Thắm đâu chưa? Rồi tính chừng là đám cưới lớn không? Rồi cưới xong ở đâu? Dạ, tụi con quen biết nhau lâu rồi. Ờ. Thời gian sau tụi con yêu nhau. Rồi bây giờ tụi con quyết định tới đây thưa chuyện với cô chú. Nếu như cô chú đồng ý, tháng sau tụi con cưới luôn. Tháng sau cưới là được quá rồi. Tháng sau cưới con cưới lẹ luôn đi. Tháng nữa mà lâu lẹ được. Tháng nữa vừa rồi, tháng là đủ chuẩn bị rồi. Dạ. Tí má mới gặp lần đầu mà từ chứ sao nói chuyện cưới xin sớm vậy? Nó nói yêu lâu rồi, nó mới nói yêu lâu rồi mà tháng sau mới cưới. Dạ, trời dạ. Ơi cưới liền đó chứ. Mày ơi hoài à, ế quá à, dạ ế vậy tốt quá. Ế lâu quá. Mình ế lâu rồi mình phải đám cưới đi chứ, để lâu ế nữa tụi nó ế xình, ế thúi. Tám hai Tám. À dạ chào anh chị. Sao đi đâu cũng vô duyên đều hết chị ta. Ngồi chơi. Đó nè, một cái lý do là con ế tại vì sao cô Tám lớn mà con không mời
cô Tám ngồi. Để má con mời cô Tám ngồi. Dạ đâu có, tại cô Tám quẹo qua đó chứ cô Tám quẹo qua đây là có ghế gì cô Tám liền. Thôi, bây cũng phải có tiếng mời đó, cãi là ế nữa. Nhà có khách Tám ơi, nhà có khách Tám ơi. Sẵn rồi giới thiệu. Đây, con rể tháng tới thành con rể nghe. Trời ơi, ta nói chủ thầu xây dựng nghe là kiến trúc sư chuyên môn xây nhà bự không giàu lắm, dân thành phố coi là quà hộp giấy xịn sò chứ không phải là quà bọc xốp nha, không có đựng quà, không có đựng bằng bọc xốp. Quà hộp giấy xịn. Dạ đúng rồi. Đúng á, ta nói dân thành phố là chơi quà xịn không đúng rồi, nhưng mà để ý đi, thành phố đâu phải ai cũng tốt đúng không, mà thường là mấy người điểu điểu nhiều lắm. Phun nước miếng nói lại. Trời ơi, nghĩ sao con người ta bảnh tỏn gì mà. Không, tôi ví dụ. Tôi ví dụ thôi. Nói chung là có thành tâm thì mới có tặng quà. Phải không? Nhưng mà cái vỏ thì đẹp, ai biết cái ruột có gì trong. Có đồ đàng hoàng chứ, đồ xịn. Đồ hiệu. Thôi thôi thôi, đồ xịn sò. Ba cái đồ xịn xịn này tôi không biết chứ, ngồi chơi một chút tôi về nhà tôi ăn yến với lại mấy đứa nhỏ rồi. Yến xào đường phèn á. Dạ con có order 20 kg yến rồi mà hãy con quên nói. Con ơi bây giờ yến nó làm bằng trứng gà với cái gì đó thạch á, con biết không? Đông câu quá nhiều lắm. À vậy là cô Tám mày hay ăn yến đông câu vậy chị. Yến á nó là cái tổ của con yến. Biết yến người ta tính bằng lạng chứ còn tính bằng ký là ba cái yến tào lao, hiểu không? Hiểu không? Không, nhưng mà nói đồng ai cô cũng ăn rau câu nhiều cho nên cô rành nha. Có. Đó. Sẵn tụi con nói cho biết kế hoạch đám cưới đi con. Dạ thấy có bầu rồi. Cái gì vậy Tám? Không, tại vì thường mấy đứa ế nó hay ràng buộc người ta bằng dù có bầu lắm. Trời ơi, dì Tám. Không, dì Tám nghĩ con không phải ưng đơn mất nết, mà ý là mình bí bách quá, mình ế quá rồi mình phải dồn ép người khác. À, giờ không có. Tôi mua cái câu ế đó cô Tám nha, nhiêu bán nhiêu tôi mua nè, nó cũng nói nhà có khách mà. Tám ơi Tám, cây chổi con để đâu vậy Tám? Dạ. Trời ơi, đâu thôi ngồi nhà chơi đấy. Đi tự nhiên giờ xiên sáng nhưng giờ đang ngồi chơi có khách quét nhà quét chơi, nhà chứ thôi chơi. Nhà có bụi bặm như em thấy nhà sạch nè. Ôi sao không quét nhà tự nhiên có khách quét nhà vậy? Nhà sạch lắm, mình quét rác cho để rồi tự nhiên là trong nhà có rác có đúng quá. Rồi chứ Tám ơi, nhà rác nhiều quá. Tôi nói vậy thôi chứ thầy thầu xây dựng hả? Ủa sao biết? Thì nãy mới giới thiệu á, đứng ngoài nghe lén hết cũng khúc rồi. Dạ chủ chứ không phải thầy. Chủ hả? Dạ. Chủ là ưng. Tôi nói thầy á là không được nha, thầy là thầy tớ, là mấy đường đề tớ, mấy thằng làm mướn á, là mấy thằng thợ hồ, phải không? Dạ. Ê. Cái gì vậy sao? Ê. Cái gì vậy? Tôi càng nhìn tôi thấy thằng này nó có cái nét gì đó trong cái tiềm thức tôi nó quen lắm. Ê, đừng thấy có người ta sang quá là nhận sằng nha. Dạ cô chú cứ bình tĩnh. Dạ hồi nãy mình gặp rồi đó. Dạ mới gặp tức thì trước khi vô nhà ta. Không, nó có một cái nét quen nào, cái nãy mới gặp là khác, còn cái này là trong tiềm thức. Ồ vậy hả? Thôi con mới về đây mà, con ở thành phố mới về đây mà. Tiềm thức gì vậy? Ủa? Nhớ nhìn quen lắm à. Cháu trên thành phố về mẹ. Anh có điện thoại. Nghe điện thoại chút xíu nha. Dạ con xin phép nghe điện thoại chút xíu. Trời, cô chừng té. Ôi, trời ơi. Trời đất ơi, là trời. Cái bà Cường này. Thánh thần ơi. Bể hết chuyện rồi nè. Sao bà nói với tôi là bà không quen ai trong cái làng này? Tôi đâu có quen ai trong cái làng này đâu. Chứ bà Tám đó. Tôi với bà là đối thủ của tôi chứ không phải quen. Anh thần ơi. Trời ơi, xui quá xui, tự nhiên đi đâu vô đây tự nhiên gặp bà. Hồi nãy đi, từ đầu tôi gặp bà là tôi hết hồn rồi. Không ngờ mà, ủa tôi nhớ là tôi che khẩu trang kín mặt vậy mà sao bà nhận ra ta? Trời ơi là trời, đi mua thịt cũng cãi lộn với bà ăn chi vậy? Trời ơi, nhìn cái tướng bà không có cục thịt mà bà cũng giành tới giành lui vậy đó. Ung sùm quá, bà ra nữa bây giờ đây nè. Sao mà nghĩ ra được cái cách điện thoại hay vậy? Trời đất ơi, tôi mà đẹp chứ đâu có ngu. Bay không ngu thì ai dám vô đây giành ngu hơn nữa chứ hả? Ai vậy? Trời con chó rồi. Ai vậy? Ôi, quá sức rồi. Quá sức rồi. Dạ. Vậy là sao? Hả? Tía, mama. Dạ, chú, cô. Dạ, thực sự là cái chuyện này là... Là sao? Dạ, trời ơi, trời ạ. Con cũng đâu có ngờ cái chuyện này. Dạ. Thì đó, tôi nghi rồi. Ông mà. Ta nói tôi đâu có sai. Ôi trời đất ơi.
đừng gãy cầu. Gãy cầu gì chị nói quá đây nè, gãy là gãy khúc này nè. Hèn chi hồi nãy ha, tôi gặp nó mà tôi nói nhìn cái cặp mắt nó sâu hút hà, quen lắm mà tao nói nó cứ ngắt nhìn phớt phớt ngăm ngăm đen đen giống người cũ. Tự nhiên cái nhớ tới cái mối tình đầu dễ sợ nên mới phái, nên mới đứng nhìn hoài. Nhưng mà bây giờ đó, thấy chưa nè, che cái lỗ mũi lòi ra hai con mắt nhớ rồi. Quỷ da, dám giành đuôi heo với tao. Dám giành trời heo. Tam, người ta yêu mà đến đau chết luôn à. Trời ơi, rồi còn vụ à, Tam yêu. Trời ơi, thấy chưa bà, thấy chưa, ép giàu ép mỡ ai nỡ ép duyên, ép quá. Bây giờ nó đem về đại nè. Cái thứ dở dở ngương nửa đực nửa cái xăng pha nhớt. Nạt không nạt, mỡ không mỡ, nhìn thấy ớn không? Tam, trời Tam nói gì kỳ vậy? Trời đất ơi, nhưng mà vừa vừa phải phải thôi, tôi không hiểu gì hết trơn á. Đây đâu phải là cái chợ để giành đuôi heo đâu. Vậy là sao? Vậy là sao? Tía má gì nữa? Cái cậu kia, ý lộn, cái cô nương kia, bộ thiến luôn cái cục mắc cỡ hay sao? Dám đứng đây rồi, đi khỏi đất nhà tôi liền. Dạ, con xin lỗi chú. Dạ, con đi liền. Ê, xong hết việc rồi nha, tôi đi nha. Nhớ chú quản cho tôi nha. Con đi nha Tám. Cường, bye Cường nha. Ôi trời ơi, nó... Ôi... Trời ơi, thấy chưa? Tao nói á, ép chi, phải chi như thằng con rể tôi nè, thấy không? Tao nói nó quá dễ thương đi, nó quá men đi. Mà được cái nó xấu trai, nó làm cái nghề lái heo để mà nó nuôi sống gia đình. Còn đỡ hơn, tao nói cái thứ như vậy sao lấy được. Thẩm ơi Thẩm, trời ơi đẹp mặt chưa? Để cho người ta nói nặng nói nhẹ thấy chưa? Trời ơi lái heo hả? Làm mai con tôi cho lái heo hả? Không phải thôi chứ. Lái heo, đi về liền giùm. Về thì về, làm gì thấy ghê vậy? Ai hỏi là tôi trả lời hết. Trời đất ơi, Thẩm ơi. Ở vậy nhưng má, chi mà để mang tiếng vậy hả? Tía cần một chàng rể. Con đưa cái người này về thì làm chừng nào mới có cháu ngoại ẩm bồng hả? Tại ông gầy nó riết chứ. Thẩm quá trời. Trời Thẩm Thần ơi, đi đâu gì bà Cường? Cái gì vậy? Muốn uống nước sình phải không? Dạ dạ không phải. Con xin lỗi cô chú. Cậu vô đây làm gì? Rốt cuộc là cậu là Thẩm hay là Công? Dạ con là đàn ông. Đàn ông? Bây giờ cậu muốn cái gì? Dạ cũng muốn làm rể gia đình này. Ôi trời ơi. Trời ơi bà Cường, gia đình đang rối đừng có. Thắm nghe tôi nói nè. Dạ thưa cô chú, con yêu Thắm từ rất lâu rồi. Nhưng mà con sợ á là Thắm từ chối con, cho nên con mới giả thành Công. Như vậy mới tiếp cận được với Thắm. Dạ mong cô chú thông cảm cho con. Tức là nãy giờ Công Công quẹo quẹo vậy là giả hả? Giả. Rồi nhưng mà hai đứa là ở chung với nhau rồi. Dạ con thề với tía má là con không có biết cái chuyện này. Hồi nào giờ con tưởng Cường là chị em nên con có ăn ở chung. Trời. Ôi trời, bởi vậy tao nói là có người có số là đúng rồi. Tự nhiên rớt cái anh một cái thịt heo lên giá là mình vô mánh. Ôi tiền nhiều để làm gì? Đi du lịch chơi với người ta. Đi du lịch ở đâu? Du lịch ở đâu đây? Hà Nội mới yêu của tôi, thủ đô mới yêu của tôi, là ngôi sao mai anh rạng rỡ. Tự nhiên ta đang hát là mất hứng à? Để người ta hát mình đi, lũi vô chiên cho người ta ho. Chứ ra đi, không mua số đâu. Em hư quá à. Tự nhiên á, cái em làm anh hai tuột hứng à. Em giận bản thân của mình ghê á. Em quên bản thân của mình. Đau nè, đau nè. Ông mấy anh mượn tay anh đánh em luôn, anh đánh em. Bậy, ai làm vậy? Đàn ông không bao giờ quánh phụ nữ, dù chỉ bằng một cành hoa, hiểu chưa? Thôi được rồi, tôi mua số giùm cho. Nhưng mà nè, tôi là thứ ba. Cả làng này ông kêu tôi là ba đó. Nhớ ngang ba đó chứ không phải thứ hai. Dạ. Thôi anh đừng có thương hại em. Hồi nãy nếu mà anh muốn mua vé số là anh mua từ đầu rồi. Sao á, em tội nghiệp cho nên anh mới thương hại anh mua vé số cho em chứ gì. Thôi đây tôi mua cho, tao mua bằng thiệt tình mà. Dạ. Đây lựa số cho. Trời ơi, cái này là không phải là thương hại, hiểu không? Dạ. Ủa mà em sao thấy lạ quá vậy?
mới tới đây lần đầu bán số phải không? Tên gì vậy? Dạ, em tên là Mật, quê em ở Đà Lạt á. Hồi nãy á, em nghe anh hát về Hà Nội, tự nhiên cái em bị nhớ Đà Lạt. Trời ơi, công nghiệp người ta, trời ơi, hát Hà Nội mà nhớ Đà Lạt luôn á. Trời ơi, công nhận tâm hồn em quá trời âm nhạc luôn vậy, nó hát Hà Nội nhớ Đà Lạt luôn. Thôi được rồi, đừng có buồn nữa, để người ta mua số cho. Anh là đang trúng mùa heo. Anh nuôi heo nay được giá bán tiền quá trời tiền luôn. Dạ. Hồi nãy em vô là lúc đó là anh đang ao ước anh đi du lịch đó. Đi du lịch Hà Nội, anh làm một chuyến là chuyến Việt luôn, từ Nam tới Bắc, từ Bắc ra Nam luôn. Ồ, sướng quá. Thích ghê á. Thích không? Dạ. Vậy muốn đi du lịch với anh không? Dạ muốn. Thế nói liền, muốn liền không suy nghĩ gì hết trơn à? Tại vì á, em từ cái lúc mà em tốt nghiệp đại học tới giờ á, em đâu bao giờ mà được hả đi du lịch hay đi chơi gì đâu. Em thèm cái cảm giác đó lắm á, với lại em nhớ quê em nữa. Tốt nghiệp đại học, tốt nghiệp đại học thì tao sao mà người ta không có làm nhân viên văn phòng, hay là người ta làm cái gì cho nó kiểu như nó nhàn nhã hơn, tự nhiên đi bán số chi cực khổ vậy, giăng nắng tối ngày luôn, mưa gió. Tất cả là có hoàn cảnh hết đó anh. Hoàn cảnh sao đó? Đưa bàn tay cô bói coi. Dạ. Anh thấy chưa? Nó ngoằn ngoèo lắm, nhiều sự khó khăn ở trong này lắm luôn á. Trời ơi. Bàn tay này như là sắp có chồng rồi đó. Dạ không, em không có ai hết trơn, không ai thương em hết trơn á. Em khổ lắm á, hoàn cảnh nó đưa đẩy em vô cái này á. Hồi đó em làm nhân viên văn phòng bộ, em lãnh lương tháng mỗi tháng á. Mà mẹ em chết mà. Cái gì? Thôi, mẹ chết hả? Dạ không không, ý là mẹ em bị lâm bệnh nặng á anh. Cái đợt đó là mẹ em bị phổi, cái xong em là phải kiếm tiền, phải mỗi ngày phải bỏ tiền vô mua thuốc cho mẹ em để mẹ em hết bệnh. Mà giờ nhiều khi á mà em bán vé số hả, ế quá, cái xong em phải lấy tiền vốn của mua vé số nè, em đắp vô mua thuốc cho mẹ em. Mà nhiều khi đắp vô cái không có tiền, không có trả lại tiền vốn cho bên đại lý á, đại lý người ta gặp người ta chửi em hoài à. Mà em không biết sao, kiểu em bị mất hết lòng tự trọng luôn á, người ta đạp em xuống tới tận cùng luôn á. Thôi đừng buồn, đưa tay kia coi coi mẹ chừng nào mất. Không, mẹ chừng nào hết bệnh. Trời ơi, cái tay này. Không sao đâu. Chắc hình như là mẹ sắp có đứa con rể nên giàu lắm nè. Cho nên là có tiền cho trị dạ, bệnh cho mẹ. Sắp có đứa con rể ha anh. Dạ. Hồi nãy em nói em Đà Lạt. Dạ. Bây giờ anh đổi cái hướng du lịch lên Đà Lạt được không? Dạ được. Em làm hướng dẫn viên du lịch cho anh được không? Em làm hướng dẫn viên du lịch cho anh hả? Chỉ một mình anh thôi. Dạ được. Nhưng em còn vấn đề nữa. Không sao. Tại vì mẹ em bị bệnh cho nên nó là ngày nào cũng phải bán vé số em kiếm tiền hết trơn á. Mà giờ em đi du lịch với anh mà em không bán vé số em không có tiền là giờ mẹ em á phải chở nặng nếu mà không uống thuốc á anh. Dễ thôi, có gì đâu. Anh sẽ ứng tiền cho em trước. Ví dụ mình đi du lịch 7 ngày, anh sẽ đưa tiền cho em 7 ngày luôn. Em để nhà cho mẹ em đóng tiền gì. Anh ơi, thiệt luôn á, em hình như là kiếp trước á, em làm cái gì tốt lắm luôn á. Cho nên em mới gặp được anh á, một người đàn ông mà em hiểu điều mà trên thế giới này muốn tiền chủng hết luôn á. Không có người đàn ông nào mà vừa hả, và phong độ như anh mà kiểu Mà vừa tốt bụng mà đàng hoàng tử tế như anh em chưa giờ gặp được á. Tại sao tới bây giờ em mới gặp được á trời. Bây giờ anh sẽ mua hết vé số này luôn. Anh sẽ ứng cái tiền mà lương mà hướng dẫn viên du lịch cho em đó trong vòng 7 ngày, ứng hết luôn. Anh ứng liền cho em hết luôn. Anh có tiền mà, mới bán heo mà. Trời ơi, cảm ơn anh nhiều lắm nha. Nhưng mà giờ không có tiền ở đây, tiền anh để nhà. Mình đi về nhà. Về nhà anh sẽ ứng tiền cho em. Dạ. Nha. Dạ. Đi. Em đâu biết đường đâu. Đi theo anh đi. Đi về nhà. Dạ. Đi nhà bên này. Dạ, đây, tới nhà anh rồi. Dạ. Ngôi nhà nhỏ xinh, một túp điều chanh hai quả xím vàng. Đi vô phòng nghe anh lấy tiền đưa cho. Dạ. Đi anh để tiền đâu ta? Để trong phòng. Hay là em ngồi đây em đợi được rồi.
À, quên quên. Dạ. Quên. Rồi, em ngồi đây đi, ngồi đây rồi anh vô lấy tiền ra đưa cho em. Dạ. Chạy nhé. Nhà cũng được giữ ta. Đây. Tăng 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 tăng. Dạ. Bây giờ tạm thời em cứ giữ như đó đi ha. Dạ. Rồi đi về nếu mà vui vui á, không chừng anh thưởng thêm nữa. Thật sự luôn á, hồi đó giờ em chưa gặp người đàn ông nào mà vừa tốt bụng vừa tử tế mà vừa đẹp trai nhanh nữa. Trời, đúng là con gái thiệt tình cứng gì đâu. Đó ơi. Ý đó ở đó hả đó? Ê, đây nè. Ê, giờ này không ở nhà ngủ đi đâu vậy? Trời ơi, ngủ gì được mới ăn cơm. À, chào con. Sao rồi, cái vụ mà ông nói với tôi sao rồi? Vụ gì? Trời đất ơi, chưa già lãng cho nội. Cái vụ mà ông nói là đi họp nhóm đó. Họp nhóm gì? Điên hả? Ông điên hả? Cái vụ mà họp nhóm ông nói ông bán hết cái lứa heo này, cái gom tiền rồi bao tụi tôi đi họp nhóm nhớ không? Trời ơi, làm bộ thử bà thôi. Nhớ xong nhớ. Ê, đó đó đó. Ai vậy? Con là cháu của chú đó đúng không? Thím nè, thím ba nè. Chào chào thím con đi. Chào chào con là con của anh chị thứ mấy? À, bán vé số. Bán vé số lo đi bán đi con, chiều người ta sổ hết rồi, còn nhắm không bán được 2 giờ đem trả cho đại lý. Nghe không? Chúng thôi tới sát giờ mất công lăn lộn năn nỉ người ta mua, tội nghiệp người ta lắm. Không không. Mua hết vé số rồi. Làm vướng thấy không? Sợ con đi bán cực. Mua hết cho con, bây giờ về nhà ăn cơm với cha với mẹ đi, ngồi đây làm chi? Để cô chú nói chuyện nha. Dạ, anh ba kêu em ngồi đây đợi anh ba. Cái gì? Anh ba? Dạ. Trời ơi, cái mặt gì làm anh hả trời? Cái mặt nào không anh? Thì là phụ nữ người ta kêu anh bình thường thôi. Mà làm gì ngạc nhiên vậy? Cảm giác không vui rồi đó. Ủa, làm nghề bán vé số hả? Dạ. Rồi ngồi đây làm gì, bán hết về đi chứ. Dạ, anh ba kêu em ngồi đây chơi với ảnh. Ngồi chơi? Dạ. Ghé thăm túp liều chanh mà một quả tim vàng. Uống nước nha, để anh vô chăm nước uống. Nhìn khó ưa thiệt. Bán vé số thì là bán vé số đi. Thấy không ưa được. Có đây, có đây. Nước uống nãy giờ quên. Nãy giờ quên. Uống nước nha, uống nước cho khỏe. Dạ, cảm ơn anh ba. Thấy trời nóng vậy đó mà mình uống nước ấm nó khỏe. Bể bàn tôi bà. Tôi nói thiệt, tôi qua cái nhà này cũng gần trên dưới đâu cả ngàn lần, mà chưa bao giờ mà tệ cái lần này hết. Tôi ngồi thừ lừ đi một đống nè, 2 cái ly nè, mà rót cho một bên thôi. Chắc tôi khuất mặt khuất mày. Ơi, cứ làm gì thì từ từ cũng có phần thôi nè. Mày uống đi, uống ly trà cho nó hạ quả. Đổ bà đi, uống làm gì nữa. Tức, hiểu không? Làm gì tức? Trời đất ơi, nghĩ sao vậy? Nhắc mới cho uống hả? Thôi khỏi đi, uống nuốt có trôi à. Bên trọng bên khinh hả? Trời ơi, mệt thiệt chứ. Không vui thì về đi, rồi tự nhiên lại nhà ta nói chuyện này chuyện. Ê bà đó, bậy tầm bạ. Uống nha. Dạ. Ê, rồi xong. Tôi nói thiệt với ông á, con người của ông ha, thấy đó bỏ đăng thấy chăng quên đèn ha. Con người của ông gì một con bán vé số mà ông đỡ nào nặng lời với tôi đúng không? Nè, bà nói chuyện đàng hoàng nha. Nha, nói chuyện đàng hoàng nha. Đừng có nói tầm bậy tầm bạ nha. Tôi không có cái gì hết á. Tôi cứ như là quanh năm đúng, suốt tháng là tôi chỉ nói chuyện với heo thôi. Phải. Bây giờ phải cho một khoảng thời gian rảnh rỗi và tôi nói chuyện với người chứ. Ê ê, bình trà nó không có cánh chứ nó bay nha. Nó bay vô chỗ này nè, nha. Chỗ đó đó. Nhưng mà cái vụ này làm sao? Thì em làm hướng dẫn viên du lịch cho ảnh. Gì? Hướng dẫn viên du lịch? Nhà ở đâu mà hướng dẫn viên du lịch? Trời, quê em ở Đà Lạt. Ảnh tính là Đà Lạt cho nên là em dẫn ảnh đi. Em á thì em biết là không khí thời tiết nó sẽ như thế nào, ngày nào lạnh ngày nào nóng. Nếu mà ngày lạnh á thì em sẽ mặc áo khoác với ảnh, còn nếu ngày nào nóng em sẽ cởi áo khoác ra. Em á, em sẽ chăm sóc cho anh thật là tận tình. Anh đừng có chê nhiều nha. Đó, đáp bây giờ là tôi muốn đi du lịch Đà Lạt thì phải có người thổ địa Đà Lạt. Đây là thổ địa Đà Lạt đúng không? Hướng dẫn tôi đi chỗ này chỗ kia chỗ nọ, thời tiết mưa gió lạnh lẽo, khoác áo vô ấm. Thôi đủ rồi, bực mình nha. Tao không đi họp nhóm rồi, còn du lịch Đà Lạt, rồi còn
áo giày mở ra đóng vô bực mình nha. Ủa bà sao vậy bà Tư? Nè tôi nói thiệt nha, nói chuyện đàng hoàng nha, tôi còn tiếp nha, mà bà thái độ đó hả? Thì thì sao ra khỏi nhà tôi. Cái gì? Ông nói lại một lần nữa đi, ông nhắc lại một lần nữa đi, ông giỏi nhắc lại đi, không bao giờ tôi đặt chân tới cái nhà của ông một lần nữa đâu. Cái tánh tình bà hung dữ, bà ác độc, bà xéo sắc, bước ra khỏi nhà tôi. Nhớ đó, vì một con nhỏ mang giấy số. Mày tên gì? Em tên Mật. Đúng thiệt là cái đồ mật ngọt chết rồi mà. Tôi hận ông. À, em có làm gì đâu mà tự nhiên chị chửi em quá trời luôn. Ơi, có gì đâu, đừng đừng có buồn. Trời ơi, có gì đâu, khóc nên không sao, đừng có nghĩ ngợi gì hết. Bây giờ anh nói với em lại một câu là cuối cùng ha, mình đi du lịch Đà Lạt chốc. Trời, lộn lỗ tai tao rồi. Trời, ủa mày như con voi vậy đó, chạy đâu mà hối hả vậy? Dạ xin lỗi chú bự, con đi gấp quá, con đang buồn. Mà sao chú bự mặc đồ giống cây dừa vậy? Thôi, mày đừng có nói gì nữa, mày có chuyện buồn gì mày nói tao nghe. Con buồn lắm. Cái gì mà buồn? Hôm nay con hiểu rồi, cuộc đời này chỉ toàn là đau khổ, chỉ toàn là những chông gai, chẳng biết thế nào là đường ong rồi. Con không nói chú bự đâu. Đừng nói, nhìn cái mặt con á là chú biết rồi. Con đau khổ gì rồi? Vì tình phải không? Thất tình phải không? Không, nào đâu phải là vậy. Nhưng mà nó là như vậy á chú. Kinh nghiệm con, kinh nghiệm mấy mươi năm rồi, nhìn người nào là nhìn cái mặt thôi là biết người đó đau khổ vì cái gì, nhất là cái mỏ con nó tố kháo con đó. Ủa con thất tình ai vậy? Con đau khổ lắm rồi, con không muốn nhắc tới anh ấy. Thì mày không nói phải không? Không nói mà chú về. Thôi mà, người ta buồn người ta muốn nói mà, tại người ta dẹo năn nỉ đi. Không phải. Này này, chú biết bà đó không? Đó hả? Dạ. Đó, bà đó đó là Thanh Mai Trúc Mã với con, từ hồi còn cởi đắp bánh mưa tới giờ. Cái gì cũng chia sẻ với nhau, một trái ổi cũng chia cho nhau, một trái cóc cũng chia cho nhau. Đẹp quá rồi. Cái thì gì? Hai đứa bay như vậy là đẹp rồi, tại sao lại con là khổ là sao? Đó là dĩ vãng thời ấu thơ thôi. Vậy lớn là... lên tình cảm dạt dào vậy đó. Vì một người con gái khác, một con nhỏ bán vé số bình thường, ốm hơn con, đâu có mất bằng con, vậy mà mạt sát con ngoài đường, nói con mập này mập nọ, hất hủi con, tệ bạc với con, đuổi con đi, con tức cái lòng ngực con. Ủa bán vé số ở đâu? Là ai? Nó bán vé số khu vực này nè. À. Nó tên cái gì ngọt lắm, nó tên Mật, nó tên con Mật, nhà ở Đà Lạt. Thôi, đừng có khóc nữa. Bây giờ con muốn đi theo tao. Đi đâu? Tự nhiên bắt tao đi à? Đi lại nhà hàng đó. Bà đó hả chú? Dạ. Chả cái tóc lại mới qua bển được. Đi chú. Đi. Biết là tình của con này đây. Nè. Anh ba ơi, bây giờ lên Đà Lạt á, em sẽ dắt anh đi một nơi này nè, nhưng mà em sẽ hát xong rồi anh đoán chỗ đó là chỗ gì nha. Một chiều rừng gió lộng, một chiều rừng nhớ về cái đội thông. Bà đó, nói bài gì vậy? Đó là bài đội không hay mộ đó. Anh có muốn lên đó không nè, em đưa anh lên đó. Thôi đổi bài khác đi, tự nhiên mới đi du lịch rồi em đưa lên chỗ đội thông hay mộ chứ vậy? Mình đi ăn uống gì đó, những thưởng thức những cái đặc sản của Đà Lạt đi. À vậy thì á, em với anh sẽ đi vòng vòng như nè, vòng vòng xong em với anh sẽ đi khắp cái thành phố Đà Lạt luôn được. Ôi Đà Lạt ơi, đã trời trời trời, thấy không,
Đó, may là có mình mà người ta còn cả quẹt quẹt nhau nữa kìa. Ủa chú vợ. Ừ. Tới hả? À, tới để mừng, chúc mừng. À. Đàn heo hình như là trúng phải không? Dạ. Trời ơi, con ta làm giàu mau quá ha. Dạ, trời ơi, nói chung là trời thương. Ừ. Năm nay con được mùa, heo bán được giá lắm. Ừ. Chắc mình đang ở có đức. Ừ. Còn bấu da nhau nữa kìa chú bự. Có, ủa chú, đâu mà có, sao vậy, tí cài vậy vậy? Tội nghiệp nó lắm. Tôi gặp nó ở ngoài đường rồi nó khóc. Ê, trời, sao nói gì mắc cỡ vậy? Mình phải nói sự thật đi con. Nó khóc. Và tao thấy tội nghiệp quá mà không biết nó khóc cái chuyện gì. Trời, nên tao rủ đi tới đây rồi có mày cho nó vui. Nói chung là con đâu không có chuyện gì hết trơn á. À. Đang vui mà, đang vui vẻ thì mình làm ăn được. Thấy không? Thấy con người ta có tiền ở sao có người núp núp có thấy chưa? Đúng rồi. Em qua đây ngồi, qua đây ngồi. Trời ơi, có gì đâu ngại. Ôi trời. Mũi nhiều quá. Ôi mũi đâu, anh đâu thấy có mũi gì đâu. Không có mũi. À, cái con gì đó, không phải. Không có mũi. Biết tại sao có mũi không? Là vì có tao tới đây nè. Ngồi xuống. Thì có mũi à, phải không con? Đây, đây là chú cũng coi anh như con cháu trong nhà. Ừ. Kêu bằng chú bự. Hồi đó bự lắm, tại giờ lớn tuổi rồi đó. Ốm lại rồi không? Chào chú đi. Chào chú. Chào mà giống như nó khi dễ chú. Chú mật. Bán vé số. Không sao, trời ơi, dễ thương lắm, dễ thương. Coi chừng bị tật á nha. Nhớ không lầm thì đây là một sinh viên quê ở Đà Lạt, có bà mẹ bị ung thư hay là lao phổi gì đó. Rồi bệnh nặng. Cho nên mọi người mà gặp cô gái này thấy thương lắm. Hoàn cảnh thấy tội nghiệp. Cho nên người ta không có tiếc tiền để mà giúp đỡ gia đình cổ. Đúng, chú nói đúng. Mật y chang vậy luôn á. Y chang là đại học, tốt nghiệp đại học. Rồi có mẹ bị bệnh. Nên cần bán vé số. Bây giờ bệnh gì vậy? Hoàn cảnh tội nghiệp lắm. Bệnh gì? Bệnh gì? Bệnh phổi. Vậy té ra là... Rồi, nó là có làm gì chú không? Hả? Nhỏ này nó có làm gì chú không? Vậy làm gì tao là sao? Đâu có làm gì đâu, mà tao thấy hoàn cảnh thấy thương rồi tao cho 20 triệu đó. 20 triệu? Để cho hoàn cảnh của người ta vậy rồi phải cho tiền cho người ta giúp đỡ gia đình ta chứ. Chú cho nhỏ này hả? Thì đó, thấy thương quá mà chịu nổi không? Có tiền trong người mà hoàn cảnh một cô gái như vậy mà thấy thương không? Gái xa nhà, xa quê có mẹ bệnh. Cho nên mình phải giúp đỡ người ta là đúng thôi chứ tao không có gì ân hận cái chuyện đó. Mà nãy giờ nói vậy là cô nhục lắm rồi. Nói lời nói nhục nó đau hơn là đánh. Phải không cô ghé đẹp? Chú vừa phải thôi nha. Con nãy chú là người lớn nha. Cái này cái kiểu là giống như là... Dê yeah. Đó, nói thẳng là vậy đi. Như chú không được. Con được rồi, bây giờ chú tìm cách chú phá hả? Chú với chú cà ăn rơ với nhau hả? Ê, anh nói tôi sao không được nha. Chú bự là người lớn, anh không có hổn vậy nghe chưa? Anh gì cái con mà con cái sốt mày, con mày... Thôi tôi biết rồi, thông cảm. Hốt nó luôn á. Thông cảm cho nó đi. Vì tình yêu mắt con bị hơi mờ rồi phải không con? Yêu... Vì cô gái này vì sắc đẹp rồi con mắt con mờ rồi phải không? Yêu đâu, cái này là chỉ giúp đỡ thôi. Yêu rồi từ từ. Giúp đỡ trước rồi yêu sau, phải không? Cái đó tính sao đi. Trời ơi, cái mặt của nó hiện lên một chữ dại gái trên trán nó trời nội thôi. Ngơ mù quán mà. Mày lên tiếng đi chứ, mày ngồi mày im vậy. Hả mày? Mày ngồi mày câm mà mày không ói ra 20 triệu hả? Tao quýnh mày ói luôn nè, mày tin không? Nói đi con, trời cho mình một sắc đẹp. Trời cho mình giọng nói dễ thương. Sao mà mình không lo làm ăn? Tại sao mà đi mồi chay hết người này người nọ? Hả? Lương gạt người ta như vậy là sao? Không có gì. Nên bây giờ em nói anh đi. Là sao? Chú nói như vậy đúng không? Nó tên Mật. Là nó biến con thành con ruồi. Ngọt mà chết rồi đó con. Bay vòng vòng cái cục mặt quầy vậy hả? Em xin lỗi anh ba, em không muốn về đâu. Tại vì hoàn cảnh em khó khăn quá. Em xin lỗi anh, xin lỗi chú, xin lỗi chị. Thật ra là tất cả là tại vì hoàn cảnh hết á. Mỗi
thấy chưa? Sao mặt nó ngu vậy? Rồi. Còn tiếc nhỏ đó đó. Đây này đó. Chú bự. Nó thấy này là nó lừa gạt người ta hả chú? Thì tao nói nãy giờ mày không tin tao à? Trời ơi, sao đẹp mà đi lừa gạt vô uổng vậy ta? Chú bự ơi, ừ? Con nghĩ hết chuyện của con đây. Con về chứ đây làm ý nghĩa gì nữa. Gì? Con đi về. Cái gì? Con đi về. Nãy con nóng giận. Con đuổi về rồi. Chắc tình nghĩa bạn bè sức mẻ. Cái chuyện còn bạn bè hay không á là do hai đứa bay chứ tao đâu phải là keo dưa dán chuột đâu. Mình về đi chú bự. Thôi nha, chuyện của con tự suy nghĩ nha. Chú bự ơi, về chú bự. Ừ. Trời ơi, chỉ vì một chút xíu nhẹ dạ cả tin thôi mà tình nghĩa bạn bè sức mẻ. Rồi tèn cái tèn heo chưa tới Đà Lạt.